dạy con chim nhỏ trên cành, trên cành là cành nắng thương, lại người ghét lại người thương, lại người ghét lại người thương, chắp tay lại bình hương lạnh. Miếu đường phiêu sương, lại hàng cột điện. Phố phường bơ vơ, nắng mưa lại cá chẳng mờ. Hiện mười phương tay xem một bước, dậy hướng một tòa, chắp tay lại coi ta mà tâm hư Bồ Tát, tâm hư Bồ Tát hồn đa như hồn đã như lai. Tôi đều biết rằng vì uống sữa thì được, nhưng mà ăn trái cây cũng không được. Hễ có ăn thì cũng được, nhưng mà uống thì được. Uống sữa hoặc là uống súp, ví dụ như vậy, mình được, quẩy súp mà mình uống. Nhưng mà ăn thì không nên. Tại vì giới khi thời chỉ nói đến là ăn thôi chứ không có nói uống. Cái thứ hai là ngày thọ bát quan trai có tụng kinh Địa Tạng hay kinh A Di Đà được không? Trong ngày tu đó nên tụng kinh gì hay làm điều gì ngoài việc tụng kinh, sám hối, niệm Phật và nghe băng giảng của quý thầy? Thế thì ngày thọ bát quan trai mình muốn tụng kinh gì cũng được hết, không sao cả. Tùy theo cái nhân duyên tu tập của mình có sẵn rồi, tức là bình thường chẳng hạn như mình hay tham thiền thì mình bắt quan trai để tu thiền. Bình thường mình hay niệm Phật thì mình bắt quan trai để niệm Phật. Bình thường mình hay tụng kinh Pháp Hoa thì giờ đây mình bắt quan trai để tụng kinh Pháp Hoa, chứ không phải bắt quan trai là phải chuyên một cái gì đó, một cái kinh gì của bắt quan trai, còn những cái khác thì không được. Bởi lẽ thọ bắt quan trai giới chỉ để chỉ để bảo vệ ba nghiệp thân ngữ ý của mình trong vòng 24 tiếng đồng hồ, bảo vệ một cách tích cực và tối đa. Và như chúng ta hiểu rằng ngồi tham thiền, tụng kinh, trì chú, niệm Phật nhất thiết đều cần đạt cho được cái sự thanh tịnh của thân tâm. Như vì sáng tôi đề cập tới để tu hành cứu cánh của đạo Phật Pháp là làm thế nào cho thân tâm của mình thanh tịnh để được an lạc. Mà vì như thế mà muốn được như vậy á, thì cái sự mà hỗ trợ mạnh mẽ cho vấn đề tu của mình để đạt đến thanh tịnh đó chính là giới. Cho nên giới được đứng đầu, tấp đầu thứ nhất hết ở trong tam bộ lậu học. Tam bộ lậu học đó là gọi là giới, định và huệ. Thế thì giới là cái căn bản, cho nên vì như thế khi mình ngồi tham thiền, nó ví dụ như thế, mình cần thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai để ba nghiệp nó được thủ hộ bằng tám giới. Tám giới nó có công năng phòng phi chỉ ác, có nghĩa là đề phòng tất cả những sự sai quấy và ngăn chặn tất cả mọi cái ác. Bởi khi thọ giới,
mình sẽ phát sinh một sự giới thể. Điều đó có lẽ tối nay sẽ nói về bát quan trai kỹ càng hơn, nói về sự giới thể. Giới thể là cái sức mà làm cho mình chống lại cái ác, tại vì bình thường mình không có chống lại, bình thường mình làm theo tâm ý của mình, tức là ý thích của mình, thích thế nào, dù đó là ác hay là dữ, dù đó là thiện hay là sai quấy gì chăng nữa, mình cũng cứ làm thôi, mình chỉ làm theo cái muốn của mình thôi. Nhưng mà khi mình thọ trì bát giới thì mình có cái bát giới nó giúp cho mình có cái sức mạnh. Chẳng hạn khi mình thọ giới thì mình có cái sức mạnh nhờ vì thọ giới, cho nên thay vì không lẽ mình sẽ phát sinh, nhưng mà mình nghĩ là ấy đang thọ giới, cho nên mình ngừng cái tâm nó lại. Cái đó, cái sự mà làm cho mình ngừng lại đó, cái đó là gọi là sức mạnh của giới, đó là giới thể. Thế thì tối nay sẽ nói rõ về cái vấn đề đó, tối nay sẽ nói về bát quan trai. Thế thì đây nói tiếp thì nhờ cái sức mạnh đó mình mới tham thiền, mà trong cái của giới, tức là tham thiền quán tưởng đặt nền tảng trên giới. Mà đặt nền tảng trên giới thì cái sự quán tưởng đó của mình sẽ không đưa mình đến một cái tà định hay tà huệ nào khác. Còn thời thường khi mà mình tham thiền mà chẳng hạn mà mình phi giới thì thiền nó thành ngoại đạo thiền, định nó thành tà định, và mình có thể phát sinh tham dục cực kỳ nếu mình lạc thiền. Nếu khi mình tham thiền như vậy, mình sẽ đâm ra mê đắm thế gian, mê đắm các dục lạc của thế gian, mê đắm các hạnh phúc của thế gian. Mà như Đức Phật cho rằng là hôm hồi sáng hoặc là suốt chiều hôm qua tôi có nói rõ, cái hạnh phúc mà trong cái công đức hữu lậu, cái hạnh phúc của thế gian nó lẩn quẩn trong cái sự đau khổ, hỏa phúc nó nằm trong nhau. Cho nên chư Phật nói cái hạnh phúc chân chính, chính không phải là cái phúc mà hữu lậu, cái phúc mà để hưởng thụ ngũ dục, mà chính là cái phúc mà là vượt qua được ngũ dục, không có bị ngũ dục ràng buộc, trói buộc và lôi kéo và nhiễm ô, và người đó mới được an lạc và thanh tịnh chân chính, và người đó mới được hạnh phúc đúng nghĩa. Hôm qua tôi có nói rất nhiều vào buổi sáng đấy nữa. Thế thì như thế mình thấy rõ ràng là như vậy, thì căn bản của cái sự mà tu bát quan trai đó là căn bản. Cho nên Đức Phật bắt rằng là tất cả những người quy y với Ngài một tháng phải 6 ngày thọ bát quan trai tối thiểu. Cũng giống như ngày nay mà mình quy y, cái điều kiện là một tháng mình phải ăn chay 2 ngày tối thiểu ấy mà. Thì thời của Đức Phật tại tiền là Ngài bất luận rằng là người nào huế quy với Đức Phật thì phải thọ bát quan trai một tháng 6 ngày. Nhưng bây giờ thì mình vì truyền ra duyên ràng buộc, đời sống xã hội này ngày nay nó khác với xã hội ngày xưa, nó ồn ào, nó bon chen vô cùng, mà nếu mình không có vật lộn và chạy đua với nó thì mình sẽ khó mà bình an để tu tập. Cho nên chính vì như thế mà mình phải bị bận rộn hơn nhiều, và bận rộn nhiều cho nên mình có thể giảm đi thành một tháng một ngày, nhưng mà thực sự theo tinh thần của Đức Phật thì bác con trai không có lì được. Cho nên chính vì vậy khi Đức Phật trước khi nhập viện, Ngài đâu có bao giờ dặn dò là đệ tử các con nhớ phải tham thiền nhá, hay là nhớ phải tu, phải nghĩa là tụng kinh gì nhá, mà Đức Phật chỉ dặn như thế nào sau khi ta nhập diệt độ rồi thì hãy y vào ba la đề mộc xoa, lấy đó làm thầy. Như Lai cũng còn lại tại thế khi chăng nữa cũng không ngoài cái sự đó, có nghĩa là lấy giới ra làm thầy, chứ Đức Phật không có dặn cái gì khác hết ạ. Do vậy cho nên Đức Phật chú trọng đến là từ cái giới đó mới bắt nguồn của sự tu. Thì khi tu trên căn bản của giới đó thì tu nó thành chính pháp hết. Mà nếu lìa giới ra thì mọi sự tu của mình đều là ma. Ma khác với Phật chỉ có, ma có quyền năng đủ hết, có tà định tà huệ. Nhưng mà ma không có giới. Ma có giới mà giới của ma cũng là giới của tà. Tà giới, giới của Đức Phật là giữ mình phòng phi chỉ ác. Giới của ma là vô ác bất tác, miễn là có lợi. Còn giới của Phật là giới của sự phòng phi chỉ ác. Vì như thế cho nên khi tham thiền mà mình nhớ rằng là dù là niệm Phật, dù là tham thiền, mà nhất là người tu thiền, người tham thiền, người đó cần phải giới vô cùng. Tại vì giới mới sinh định, mà thiền là để định. Mà giới mới sinh định mới rơi sinh chính định. Nếu phi giới ra thì khó định, mà có định đi chăng nữa cũng trở thành thứ tà định, tức là một sự tập trung tư tưởng để mà nghĩ những cái pháp quấy, những pháp tham dục và hưởng thụ ở thế gian. Và như thế thì nó vẫn không thể nào đạt được cái sự trí tuệ giải thoát đúng mức, đúng nghĩa. Vì như thế mà người tu thiền cũng như người tu tịnh, cũng như người tu mật, cũng như người tu pháp hoa hay là bất kể gì, hoa nghiêm gì chăng nữa, căn bản vẫn là đặt nền tảng ở giới. Vì vậy mà Đức Phật mới phải dặn bảo lần cuối cùng là lấy ba la đề mộc xoa làm thầy. Và như thế thì mình thấy ngay rằng là bát quan trai giới là cái căn bản của sự tu tập, của sự tu tập.
bởi vì nó giữ cho mình hệt như một người xuất gia. Cho nên trong kinh Bồ Tát Sử Thai nói rằng là bát quan trai giới là mẹ sinh ra chư Phật, không có bát quan trai giới không có Phật. Đúng vậy, tại vì nếu lìa bát quan trai giới và lìa những giới căn bản nó ra thì tu gì cũng thành ma ấy. Tu gì cũng chỉ để tăng trưởng tham dục và lấy cái tham dục đó mà lợi lạc chúng sinh, nghĩa là gạt gẫm chúng sinh để mà có đồ đàn cho đông, để mà lợi dưỡng cho mình, và đều trở thành ma cả. Vì vậy cho nên bát quan trai đó là căn bản. Chính vì như thế cho nên khi mình tu thiền mình có thọ, cũng thọ bát quan trai. Mình thọ bát quan trai thì mình tu thiền, thiền nó của mình nó mới đạt đến cái chính định được, và mới sinh được chính huệ. Và mình niệm Phật, mình thọ bát quan trai, niệm Phật đó của mình mới đúng nghĩa là niệm Phật, tức là niệm một cách thanh tịnh vô cùng, niệm thanh tịnh. Thế thì tất cả dù là mình chủ, nghĩa là mình tu theo mật tông, mình trì chú, mình cũng cần phải có thọ bát quan trai giới nữa, thì cái sự trì chú đó của mình nó mới không có lạc. Còn nếu không thì mình cũng giống như thầy pháp phù thủy, mình chỉ tu thần thông để mà lợi lạc, hay là mình tham thiền để mà lợi lạc, hay mình niệm Phật để cầu yên phận yên thân như tư tưởng của thiên đường vậy đó. Thế thì tất cả những thứ như vậy nó đều không có lợi lạc gì cho mình và cho người hết, mà trái lại nó hại mình và hại người. Tại một khi mình hại người thì mình sẽ chịu cái quả là hại mình, dù mình được lợi dưỡng trong một đời hay trong nhất thời. Vì vậy mà bát quan trai, trong ngày bát quan trai thọ có thể tu theo pháp môn mà mình thường tu, mà những pháp môn mình thường tu nên kèm theo bát quan trai, bởi phi giới thì không có Phật. Thành thử đó, chúng ta lưu ý điều vậy. Mà ngày thọ bát quan trai có thể tụng kinh Địa Tạng, mình có thể tụng bất kỳ kinh nào, và mình có thể tu bất kỳ pháp môn nào mình vẫn thường tu. Phật tử chúng ta có nhiều hay ngộ nhận đi mà xem nhẹ cái giới vô cùng, và quên đi và nghĩ rằng là giới chỉ đặt ra cho chư tăng thôi, chư ni thôi, mà người tại gia không cần giới. Một cái điểm hiểu lầm vô cùng. Cho nên ngài Hoằng Nhất, ngài cũng có hay tuyên dương về luật tông, và ngài cũng chú thích và nói rõ về cái luật của Phật tử tại gia, mà thật ra nó có. Người tại gia cũng cần phải có những cái lề luật hay cái giới gì. Cho nên khi quy y Tam Bảo còn nhiều hay lầm theo cái thọ ngũ giới, luôn luôn như vậy. Tại vì không ai ly giới được cả. Mình nghĩ có một người công dân ở ngoài đời sống thì muốn trở thành một người tốt cũng cần phải có giới, cũng cần phải tuân thủ giới. Một xã hội nào muốn cho nó trật tự, xã hội đó cũng phải có giới, tức là luật pháp. Ở trong gia đình cũng vậy, một người con giữ giới, tức là những cái luật của cha mẹ ban ra, chẳng hạn cha mẹ dạy bảo và khuyên răn các con và giới các con rằng là không có xỉ phép mang túi, không nên chơi với bạn xấu, không có nên la cả những cái nơi không tốt. Nói ví dụ vậy, đó là những cái giới răn của cha mẹ ban ra. Mà nếu con tuân thủ, con trở thành một con chí hiếu. Mà nếu người con là tuân thủ cha mẹ như vậy, chắc chắn người con đó là một người con tốt và nên người. Và rồi gia đình đến trường học và gặp trong nhà trường cũng có cái nội quy và luật lệ của trường học, tức là giới đây. Mà nếu người học trò vào nào đấy mọi cái giới của nhà trường, là chẳng hạn bây giờ nhà trường nói rằng là bài cho đúng giờ, đúng gấp bao nhiêu đó bài, chẳng hạn như đó bài mà mình tuân thủ như vậy thì người đó chắc chắn trở thành một người học trò giỏi. Và ra ngoài xã hội cũng vậy, một người nào mà tuân thủ luật pháp, không có phạm pháp một điều gì hết, thì đó quả là một người công dân tốt, gương mẫu. Và như thế mình thấy rõ ràng trong một đời sống này, nhất cái gì cũng cần thế giới, cần căn bản. Ngoài đời còn có giới, nó huống chi là đạo. Để trở thành một người tốt được ngoài đời, còn cần phải tuân thủ biết bao nhiêu điều giới, huống hồ trở thành một thánh nhân. Làm sao lìa giới được? Không thể lìa giới được. Cho nên giới là nền tảng để cho mình có công đức, cho mình có phước đức, cho mình có cái đức hạnh tỏa ra. Không thể thiếu giới được. Vì như thế mà người Phật tử thường thường hay có một cái sự ngộ nhận, tức là hay quên đi cho rằng là lơ là về mặt giới, chỉ mải mê với những cái tư tưởng rằng là mình sẽ tu cái pháp môn này sẽ thành Phật thành Thánh, tu pháp môn kia cao siêu, tu pháp môn này nọ. Nhưng quên đi một cái, pháp gì thì pháp, môn gì thì môn, cần phải có giới ở trong. Người nào mà lơ giới đi, người đó dễ bị lạc hướng vô cùng. Mà chính vì không có tinh thần trọng giới, không có tinh thần để tâm thế giới, cho nên hay bị lạc vào các tà tư và tà đạo, lôi cuốn, lôi mê hoặc.
là bởi vì một người nào khi họ nói cái pháp nó ra, cái pháp nó đánh trúng cái dục của mình thì mình thấy hả hê và thích thú. Và cái pháp nào mà nó không đánh trúng chỗ của mình, tức là làm cho cái dục của mình không hả hê, mình không thỏa mãn, thì phần nhiều mình có thích thì cũng thích đấy thôi, chứ nhưng mà không có nhất tâm mà theo. Có thể nghe thấy cái lý luận nó là trúng thì nghe hay hay đấy, vào tai đấy, thích thích đấy, ngộ ngộ ấy, thì mình có thể gật gù đấy, nhưng mà bảo là chuyên trì thì mình không chuyên trì. Nhưng cái pháp nó đánh trúng cái dục mình một cái ấy, thì mình sẽ chuyên trì. Tức là chẳng hạn bây giờ mình nghe bảo làm cái gì đó có lợi lắm là mình làm ngay, mình làm ngay. Tức là khi mà mình tin chắc chắn là nó có lợi là mình thực hiện ngay. Còn nếu mà mình nghe mà mình bảo là hay nhưng mà mình làm theo là chứng tỏ là mình chưa có tin nó đâu, tại mình cho nó cái đó nó hay nhưng mà phụ thuộc chưa có lợi gì cả để đó. Thế thì như vậy tà sư tà đạo hay nói ngay chung là ma vương thường hay đánh trúng tâm lý của mình, tức là cái tâm lý mà ham dục của mình thiên về cái mà rằng là muốn lợi muốn lộc của mình để cho mình theo. Vì vậy trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật mới bảo là cái thời mạt pháp sau này ma vương thường hiện thân nói pháp phóng hào quang hệt như Phật vậy, nhưng mà trong đó ma vương chỉ lồng thêm một chút xíu thôi, nghĩa là tu hành đó mà phạm cái giới này cũng thành Phật, phạm cái giới kia cũng có thể thành Phật được, tu mà ăn chơi về cũng thành Phật được, tu hành đó mà hưởng thụ như vậy cũng thành Phật được, lồng thêm một chút xíu như vậy. Nhưng mà mình biết rằng trong một bát cam lộ chỉ cần một giọt thuốc độc thôi thì bát cam lộ nó đủ trở thành một chén thuốc độc. Chúng ta phải thừa hiểu như vậy. Cho nên trong những sự tu tập của mình chỉ cần lồng thêm một cái phi giới vào thôi là bao nhiêu cái công phu tu nó trở thành độc hết ạ. Thì vì như thế mà mình phải để tâm và để ý và nhận xét như vậy. Cho nên có thể tà sư tà đạo có thể nói mình là cũng có thể hô hào tu hành, nhưng lồng thêm một chút như vậy đó, tu hành sắc sanh vẫn thành Phật à. Tu hành tà dâm nó vẫn thành Phật, tu hành nghĩa là lấy của người nó vẫn thành Phật bằng cái cháo trở này, bằng cái cháo trở khác, hoặc là tu hành hưởng thụ nhảy đầm cũng thành Phật. Và khi mà mình nghe như vậy thì mình bảo là thích chí quá, tu như vậy sướng quá, tu cái kia mệt quá, tức là đánh trúng cái dục của mình. Và khi như thế mình sẽ theo một cách chuyên kia lắm. Còn nếu mà không đánh trúng thì dù có chứng minh hay thế nào mình cũng chỉ nghe như là một bài nhạc của, hay của một ca sĩ, mình thưởng thức vậy thôi. Và mình chỉ thấy ông là hay, gật gù, hay thiệt. Thế nhưng theo thì không theo, thực hiện thì không thực hiện. Thế chính vì như thế mà chúng ta cần phải cẩn thận. Cho nên bạch vật trai nó cần là vậy, nó rất cần là vậy. Bởi vì kèm theo nó, sau này nếu mình thường tu tới quen rồi thì kèm theo nó thì có thể thấy ra được. Tại vì cái tâm của mình nó ham giới rồi, cho nên mình sẽ thấy ra cái phi giới của pháp đó. Còn vì tâm của mình không ham giới mà ham dục, cho nên mình không thấy ra cái phi giới của cái pháp đó, mà mình thấy cái rằng là thỏa mãn cái dục của pháp đó, cho nên mình ưa và mình theo và mình chạy theo. Còn nếu mình thường tu giới thì tất nhiên là cái tâm của mình nó quen theo giới rồi, nó phân tập bởi giới rồi, thì cái nào mà không có mùi giới mình nhận ra ngay. Cũng như chẳng hạn như chúng tôi ăn chay lâu đời lâu kiếp rồi thì nghe một cái mùi mỡ mùi gì cũng nhận ra liền rồi, nhưng mà có thể người không ăn chay quen họ nhận không ra. Thế thì chính nhờ như vậy mình mới không lạc vào nẻo tà, mình không có rơi vào, mà mình phải biết là mình mà cứ rơi vào cái đường tà một cái nó thì là khó mà ra lắm. Tại vì cái tà khi nào nó cũng ràng buộc, cũng như mình chơi với một cái người lương thiện, chơi với một người học giả, mà mai đây mình không muốn chơi những cái người học giả kia, cái người trí thức kia, cái người thông thái thì họ cũng chẳng làm gì mình. Nhưng mà mình lỡ mà đi ăn cướp một lần với một đám ăn cướp rồi, mà sau này mình có muốn từ chối không đi nữa cũng khó lắm, cũng khó lắm. Kẻ ác nó thường ràng buộc mình ghê lắm. Cho nên tà pháp cũng vậy, vì vậy mà mình phải cẩn thận. Còn rơi vào tà pháp rồi là bắt đầu bị thế này bị thế kia, điên đảo thần hồn, điên đảo hết đời này sang đời khác, mê muội và đắm trong cái vòng mà không có thoát được. Thế chính vì như thế đó mà mình phải để tâm, mà đạo Phật mới phải nhấn cái giới, cái quy tam bảo là truyền ngũ giới ngay. Chứ quy tam bảo chưa có truyền cái gì hết ạ, chưa có truyền cho mình cái pháp gì hay cái môn gì cao siêu, căn bản là giới cái đạo. Và trong khi đến khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật bảo nếu Như Lai có ở đời trong nữa cũng không ngoài cái giới luật. Cho nên giới là mạng mạch của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp còn, là bởi lý lẽ như vậy. Mà giới luật đó thì có đủ hết cho cả hàng đệ tử thất chúng của Phật Pháp.
không có một cái chúng nào đệ tử của Đức Phật mà lại không có giới bao giờ. U Bà Tắc cũng có giới, U Bà Tắc, U Bà Di cũng có giới, U Bà Di. Và chúng ta cũng thực sự khi mà giới càng đầy đủ chừng nào á thì mình càng được an lành chừng đấy, chắc chắn như vậy. Những vấn đề đó tôi sẽ tỉ mỉ hơn lên trong cái thời tối nay. Thế như vậy mình biết rằng vậy thì mình yên tâm là mình bảo là có thể trong ngày tỏ bát con trai đó mình có thể tham thiền cả ngày cũng tốt, rất tốt. Mình có thể niệm Phật cả ngày rất tốt, mình có thể chỉ chú cả ngày rất tốt, mình có thể tụng pháp hoa cả ngày cũng rất tốt, vân vân. Thế trên nền tảng của một ngày bát con trai, tu tập thanh tịnh như vậy, ba nghiệp thân ý cho một ngày một đêm, mình kèm trong một ngày một đêm thanh tịnh đó, tu lợi dụng cái sự thanh tịnh đó để tu bất cứ pháp môn nào, tức là pháp môn nó được đặt nền tảng ở trên sự thanh tịnh và được phòng hộ bởi tám giới, thì mình không bao giờ sợ tu lạc hết. Thế thì trong ngày đó nên tụng kinh gì đó thì cứ tụng theo cái kinh mình thích, nên làm gì là chính, nên ra sức mà hành trì, mà lợi dụng 24 giờ trong một ngày một đêm để mà tu tập cái pháp môn của mình, lợi dụng nó để sự thanh tịnh đó mà tu ráo riết. Okay. Hoặc là đó mình tụng kinh sám hối, hoặc là niệm Phật, hoặc là mình nghe băng giảng nếu mình thọ bát quan trai một mình tại gia. Câu hỏi nữa là khi cúng dường vào chùa hay là cúng dường chư tăng mà thành tâm nghĩ cúng dường thôi hay phải dường thôi hay phải dường thôi hay phải khi nào trong lòng của mình an tĩnh cúng dường hay sau khi đã cúng dường, thì nếu không phát nguyện hay không hồi hướng thì coi như vào hư không, có phải như thế không? Thế thì khi cúng dường vào chùa hay là cúng dường chư tăng thì ở đây câu hỏi hỏi rằng là mình có cần phải phát nguyện và hồi hướng cái gì không? Thì nếu mình phát nguyện và hồi hướng được thì cũng tốt. Mà nếu lỡ mà mình không có phát nguyện gì hết thì mình vẫn có cái công đức, vẫn có cái công đức. Nhưng mà thực sự thì Phật tử chúng ta nên tập cái sự phát nguyện và hồi hướng. Bởi vì Phật Pháp hay nêu mấy cái vấn đề chính là vấn đề phát tâm, tức là phát nguyện, phát tâm, cái hạng phát tâm, phát nguyện, rồi sám hối đó, rồi tán thán, rồi hồi hướng, đó là những cái mà là quan trọng. Thế thì mình tập phát nguyện. Phát nguyện là để lèo lái cho mình, tức là gieo một cái nhân duyên của mình trong đời sau. Tức là phàm khi mình cúng, nói cái ví dụ như vậy, mình cúng cái gì thì mình thường cầu nguyện chết phải chúng sinh, cái đó là một cái phát nguyện rằng là rộng lớn và thông thường nhất. Tức là chẳng hạn như là khi mình cúng gạo vô chùa hay là mình làm công quả, mình nấu ăn ở nhà bếp, thì mình thường là phát nguyện là hôm nay đây cúng chùa hay làm công quả cho chùa để cầu nguyện cho mọi chúng sinh được an lành. Nó ví dụ như vậy thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Hoặc giả là mình hồi hướng cho mình đời sau sẽ có nhân duyên với lại Phật Pháp hơn nữa. Nói ví dụ như thế. Nhưng mà ngược lại về phía của chư tăng, về phía chủ chiền cũng có cái sự hồi hướng cho mình. Tức là chẳng hạn bây giờ một người nào cúng cho chùa một cặp đèn, nói ví dụ như vậy, thì ở trong chùa thường hồi hướng lại khi cái người tiếp nhận nó, người chư tăng hay chư ni nó mà tiếp nhận nó, thì thường có cái sự hồi hướng công đức để cho bổn đạo. Tức hồi hướng công đức là hồi hướng thầm thôi, là hồi hướng rằng hôm nay đây quý Phật tử này cũng thường cặp đèn để soi sáng bóng đêm, để đại chúng thấy rõ cái cảnh tắc trước mắt mà hầu có tu tập, hầu có đọc tụng kinh điển. Cho nên do nhân duyên đó xin hồi hướng công đức rằng là nhờ cái nhân duyên Phật tử này cúng soi ánh sáng, cho nên nhờ như vậy mà trong đời sau Phật tử này sẽ có trí tuệ để soi sáng tâm họ, cũng giống như cặp đèn hôm nay soi sáng cái cảnh vật trước mắt. Đây là cái cách hồi hướng công đức của chư tăng và chư ni đến cho bổn đạo khi tiếp thọ Phật phẩm Phật cúng dường. Nói ví dụ như vậy. Thế thì chúng ta đây khi cúng dường thì thường thường nên có một cái quan trọng nhất là nên hồi hướng cho mình và chúng sinh, tức là hồi hướng cho mình hôm nay cúng đèn cũng vậy, chẳng hạn mình bảo cúng đèn là cầu cho mọi người đều được soi đỏ và tình nguyện rằng là cho mình với cái phước đức hôm nay xin hồi hướng cho mình, chỉ cầu vậy thôi, cầu được trí tuệ soi tỏ tâm linh. Mình cúng nhang cho chùa thì mình cầu rằng là nhang là để có mùi thơm phá tan cái những cái hơi quế đi,
hơi uế oải đi. Vậy thì mình sẽ được hồi hướng bởi chư tăng ni ở chùa, hoặc giả là tự mình hồi hướng cũng được. Là hôm nay đây do nhân duyên cũng nhang trầm lên để phá diệt những cái mùi uế khí, tình nguyện cho mình đời sau sẽ được cái hương của đức hạnh. Giống như Đức Phật mà nói rằng là hương đức hạnh là hương tối thắng, bởi vì dầu là hoa chiên đàn, già la hay mặt lợi, không một hương hoa nào bay ngược chiều gió thổi, chỉ hương người đức hạnh xông ngát bốn phương trời. Có nghĩa là dù là hương thơm đứng hàng đầu của thế gian này, như chiên đàn là trầm, như già la hay mặt lợi là những cái thứ loại hoa thơm, nhưng nào có hoa nào, nào có hương nào, dù đó là hương trầm, hương gì thì chăng nữa, mà bay ngược nổi chiều gió thổi đâu. Nhưng có một cái thứ hương bay ngược, đó là hương của người đức hạnh. Hương đó thì dù mình có đứng phương nào, phương trên, phương dưới, phương ngang, phương dọc gì đó, mình cũng nghe được cái hương thơm của cái đức hạnh đó. Thế cho nên hương đức hạnh là hương tối thắng. Thế cho nên trí tuệ là ánh sáng tối thắng. Bởi vì ánh sáng của mặt trời, mặt trăng đây có chỉ có thể soi được bóng đêm, chiếu cho mình thấy được cảnh vật để mình phân biệt mà hành động. Còn ánh sáng của trí tuệ soi sáng tâm trí của mình, khiến cho mình thấy rõ được các thiện các ác để mà hành và để mà diệt. Cũng như là nhờ ánh đèn, nhờ ánh nhật nguyệt mà mình có thể thấy được hầm hố để tránh, mình có thể thấy được chỗ sạch sẽ để đến, nói như vậy. Thế thì nếu mà mình không quen, mình không hồi hướng, không phát nguyện gì cũng chẳng có vào hư không đâu, vẫn có công đức lành như thường. Nhưng nếu mình biết phát nguyện và hồi hướng thì cái công đức nó sẽ mạnh mẽ hơn lên. Cho nên có người hỏi tôi rằng, hồi xưa có người hỏi tôi rằng, hoặc là quý thầy dạy rằng là làm cái gì cũng hồi hướng công đức cho hết thầy chúng sinh, nhưng mà con nghĩ rằng cái công đức của hàng Phật tử chúng con có làm được đi chăng nữa cũng chỉ là một cái phần rất nhỏ, không đủ để mà chia cho hết chúng sinh. Cho nên hiện tại bây giờ gia đình thì gặp nhiều cái nạn trở. Ông chồng còn trong trại học tập cải tạo, bây giờ muốn cầu nguyện để cho ông ta thoát khỏi cái cảnh tù đầy, về đoàn tụ với gia đình được yên vui. Cho nên bây giờ cái công đức đó, tu hành tụng niệm thọ bát quan trai, có được có mảy may chút xíu công đức đó mà đem đi hồi hướng hết thảy chúng sinh thì chia đều cũng không ai được bao nhiêu. Cho nên thôi thà tập trung cho một người, cho ống mau ra cho rồi còn hơn. Nghĩ vậy có phải không? Thế ở đây chúng ta có thấy, có ai thấy rằng là đồng ý với cái điểm đó không? Không đồng ý. Tức là ở đây chúng tôi là có tư tưởng đại thừa hết rồi cho nên mới không đồng ý. Chứ còn có rất nhiều người cũng đồng ý vậy đó. Mà thôi mình tập trung hết công đức vào cho mình đi. Chứ còn cũng giống như mình có một chén cơm mà chia hết cho đây, người nào cũng đói thôi thả một người no thôi mình ăn cho rồi. Tại mình chia không đủ. Thế thì công đức nó không phải là một chén cơm, cho nên mình chia ra hết nó không đủ đâu vào đâu. Nhưng mà công đức này nó vô hình vô ảnh, mà cái phước này nó mạnh lắm, nó giống như lửa vậy. Thế bây giờ một người mình trong đi trong bóng đêm dày đặc, mình có một quay diêm, mình đánh quay diêm lên, cái ngọn lửa của mình có tí teo, còn con thôi, mờ mờ ảo ảo, mình soi đường rồi mình đi. Rồi có nhiều người thấy vậy nó xà đến, tôi bảo cho tôi mồi mới, tôi bảo đâu được, ngọn lửa tôi có chút xíu rồi mà tôi còn cho mấy anh mỗi người chút, thì cái lửa này còn gì nữa đâu, thôi để tôi soi mình. Mình cứ cho mọi người châm mồi hết thử xem lửa của mình có hao đi một mấy may nào không. Không hao gì cả, không hao gì hết. Bây giờ mình có hồi hướng hết công đức ra cho toàn thể hết thảy chúng sinh coi xem công đức của mình có càng không, mà trái lại, nếu mà mình hơi tinh tế, mình sẽ nhận định là những người mà hồi hướng hết cho chúng sinh thì những người đó phước lại còn mạnh hơn mình nhiều lắm. Cho nên chư Bồ Tát, chư Phật nhất cái gì cũng là chúng sinh, mà chư Phật với chư Bồ Tát nhờ như thế mà phước mạnh quá trời. Mà mình thì nhất thiết cái gì cũng cho con, mà cả năm nào tháng nào cũng phải nhớ đến ngày để đi cầu ăn, chứ không thì con lại bất an. Đấy, thế mà chư Phật, chư Bồ Tát thì chẳng có giờ phút nào, ngày nào đi cầu ăn hết á, mà lại chuyên môn lo cầu cho thiên hạ, lo ban cái an và cầu dùng cho thiên hạ được an. Mà bản thân họ không cầu an thì có lẽ họ phải ít an hơn mình. Tại mình ngày rằm tháng riêng mình cầu đủ 10 chùa có nghĩa là mình an hơn nhiều. Còn mấy thầy trụ trì, mấy sư bà trụ trì đâu có cầu gì đâu, thì đáng lẽ phải thiếu an lắm. Mà tại sao mình lại đi đến những người thiếu an như vậy để mình nhờ họ cầu an cho mình mới thấy an tâm? Thế thì mình cứ suy đâu đó mình biết. Thế cái gì mình cứ nhất thiết chúng sinh, cứ đương nguyện chúng sinh, thì cái phước nó sẽ tăng.
dù là không có mảy may nào còn trong đó hết. Thì tự nhiên cái phước của mình nó tăng. Nếu mà mình tinh tế mình nhìn thấy, và mình sẽ tránh được cái ngộ nhận như hồi nãy tôi mới nói, và mình sẽ có công đức lớn. Như vậy từ nay trở đi khi mình đến chùa, mình cúng dường hay là mình làm chuyện gì, mình hồi hướng công đức đó cho ngã đẳng giữ chúng sinh, con và chúng sinh đều có cái nhân duyên để mà gần gũi Phật pháp, để mà không bao giờ xa lìa Phật pháp, chỉ cần như vậy thôi. Nếu mà đời này sang đời sau cho đến tận vị lai kiếp mà chúng ta không xa lìa Phật pháp chính pháp thì chắc chắn sẽ có kết quả cứu cánh viên mãn, tức là Phật quả chắc chắn. Chỉ sợ là nhân không đủ thì quả sẽ không thành, chứ không sợ là quả không có. Cho nên nếu mà nhân gieo không đủ thì quả không thành. Vì vậy chỉ nên chú trọng tới nhân nhiều hơn là chú trọng tới quả. Nhân cứ gieo đi thì tự nhiên quả nó thành. Còn nếu chỉ trông chờ quả mà nhân không tác, không có tác nhân, không có thực hiện, thì cái quả nó có cầu đến đâu nó cũng không có thành. Mà nếu cứ thực hiện cái nhân nó đi thì tự nhiên cái quả nó sẽ thành. Thế thì vì như thế mà khi mà người Phật tử mình hiểu biết rồi thì mình sẽ biết cách phát nguyện hồi hướng. Thì phát nguyện hồi hướng nó là cho mình và mọi người và hết thời chúng sinh đều có cái nhân duyên gần gũi và thân cận với Phật pháp, không bao giờ xả ly, không bao giờ xa lìa nó hết. Mình cầu, mà khi mình cầu quen cho tất cả chúng sinh thì tự nhiên lâu dần cái đó nó thành huân tập, mở miệng cho nó mình chúng sinh, và như vậy mình lâu nó huân tập, như vậy nó tạo cho mình cái sự mà tu tập từ bi, nghĩa là từ từ cứ tự nhiên cứ nghĩ tới cho người ta không à, mà bớt nghĩ cho mình, tức là từ cái ích kỷ trở thành cái từ bi. Đó là một cái phương tiện quyền xảo khéo léo để tu tập từ bi. Cho nên trong tỉ bi của Đức Phật dạy cho người xuất gia, cái gì cũng đọc là đương nguyện chúng sinh, là để tập cho mình định. Tại vì mình phải quan sát mọi việc làm để đọc kệ, đó là tập định. Và đọc kệ thì cái gì cũng đương nguyện chúng sinh, đó là để tu bi tâm. Tại vì người tu bi tâm, người đó mới có khả năng và sức kiên nhẫn, sức nhẫn nại chịu đựng nhiều gian khó để tu tập cho thành quả. Vì cái từ bi muốn cứu độ chúng sinh, cho nên tự nhiên mình không hề ngại khó khăn, ngại khổ nhọc. Đó là phương tiện khéo léo của chư Phật, chư Tổ thiết lập nên để độ sinh. Thế vì vậy thì từ nay trở đi thì chúng ta, khi mình biết như vậy thì nhất thiết mình làm được một công đức lành nào, mình cũng nguyện vì chúng sinh. Mà khi nguyện vì chúng sinh là mình thấy mình nguyện vì trước nhất là tất cả những chúng sinh gần, tức là những người đồng tu với chúng ta, những người đồng với mình ở đây tu tập, và sau đó là tới những tất cả mọi người khác. Và khi mình cái gì nghĩ tới như vậy thì từ từ mình có thể chịu đựng được mọi người xung quanh, mình có thể thông cảm và nghĩ cách cứu vớt họ, như là mấy cái lần trước tôi đã giảng giải và đề cập. Câu hỏi khác nữa là ở nhà lễ Phật có cúng cơm Phật vào lúc buổi trưa không? Thì điều này tùy hỷ công đức, tức là gọi là cúng ngọ đấy, thì tùy hỷ công đức. Nhưng mà mình ở nhà lễ Phật thì mình muốn cúng cơm cho Phật để như là cúng ngọ vậy thì càng quý, có công đức lành. Bất cứ mình làm điều gì nó cũng tăng công đức. Nhưng mà nếu mình không có thực hiện cũng không sao, cũng không sao hết à. Nhưng mà nếu mình thực hiện được thì tốt, thì rất tốt. Nhưng mà không thực hiện thì cũng chẳng sao hết, không phải là một cái bắt buộc à. Câu hỏi khác nữa là tu tịnh độ cầu giải thoát luân hồi, hàng ngày phải tụng kinh gì ngoài niệm Phật? Mỗi ngày con chỉ tụng kinh một lần lúc sáng sớm, chú Lăng Nghiêm, Đại Bi và Thập Chú, như thế có phải là mật tông không? Vì là các chú hàng ngày con niệm Phật hai lần buổi sáng và chiều, 10 ngày trai buổi chiều tụng kinh A Di Đà. Thế thì tu tịnh độ, ở đây hỏi rằng là tu tịnh độ để cầu giải thoát khỏi luân hồi thì hàng ngày phải tụng kinh gì? Thì tịnh độ có tam kinh, tùy theo mình. Mình có thể tụng kinh Quán Vô Lượng Thọ, tụng kinh Vô Lượng Thọ Kinh, hoặc là tụng kinh A Di Đà. Mình có thể thay đổi mình tụng cũng được, hoặc là mình chuyên nhất mình tụng cũng được. Chẳng hạn người thích có sức khỏe, người đó vừa thích thiền quán, tức là tu tịnh độ. Ấy, cái đó để cho chúng ta thấy đấy, tịnh độ đâu có ly thiền đâu. Bởi vì Quán Vô Lượng Thọ Kinh, trong đó Đức Phật nêu ra 16 phép quán,
để mà phản sinh cực lạc. 16 phép quán nó có nghĩa là tham thiền và quán tưởng và quán sát. Đó, đó cũng là một cái điều mà mọi có rất một số đông người cực kỳ vô cùng đã ngộ nhận rằng cứ ngồi thiền là thiền tông. Không phải, một sự ngộ nhận vô cùng to tát. Đâu phải ngồi thiền là thiền tông. Nếu như thế thì khi mà mình quán lượng thọ kinh, ngồi thiền quán 16 phép đó của chư Phật, đó là thiền tông sao? Đâu phải. Và cái thiền tông mà mình ngồi tập hít thở, đếm hơi thở, cái nó gọi là sổ tức quán và là nền tảng căn bản của phép tu định trong mọi pháp môn của Đức Phật. Có nghĩa là thiền tông cũng sử dụng, mà tịnh độ tông cũng sử dụng, mà cho đến tiểu thừa cũng sử dụng. Họ cũng ngồi thiền như vậy, sổ tức quán ban đầu để mà tu tứ niệm xứ, quán sát. Và tất cả tông nào của Phật giáo cũng dùng tới tham thiền hết. Nhưng có một số đông người lại cứ ngộ nhận rằng hễ tôi ngồi thiền đấy là tôi là thiền tông, và họ thường hay bảo là tôi tu thiền. Không phải, xin thưa, đó chỉ là phương tiện để mà tập định thôi. Thì tông nào cũng dùng như vậy. Tông thiền tông thì dùng tự tham thiền đó, tập trung tư tưởng đó, và để mà tập định. Mà tập định nó lấy cái gì để níu mình vào một cảnh? Tại vì tâm mình xưa nay là tâm viên ý mã, nó tỏa ra nhiều cái. Hôm nay giờ này đang còn nghĩ tới ở gia đình, cái phút sau đã nghĩ tới cái chuyện ở chùa, phút sau nữa không cần phải nói, phút giây sau, tích tắc sau nữa lại nghĩ tới cái chuyện ở Việt Nam. Mà như vậy tâm viên ý mã của mình nó chảy lung tung hết. Mà vì như thế cho nên mình không có định tâm được. Thế bây giờ mình phải mượn một cảnh không thôi, để chuyên nhất của một cảnh, dùng cảnh đó nó trói buộc tâm mình lại, không cho cái tâm mình chạy lung tung nữa. Thì thiền tông dùng vào cái câu thoại đầu, tức là cái đề tài để tham thiền, là một công án nào đó trong 1700 công án của nhà thiền. Thì dùng một công án trong đó để tham khán. Chẳng hạn như là cầu từ hoàn hữu Phật tính xã vô, tức là con chó có Phật tính hay không, nó ví dụ vậy. Hoặc là thùy thị niệm Phật nhân, ai là người đang niệm Phật, hay là ai là người đang tham thiền, chẳng hạn như vậy. Hay là bổn lai diện mục của mình, khuôn mặt mình, cha mẹ mình lúc chưa sinh ra mình thì nó như thế nào, mình là ai, bổn lai diện mục của mình là gì, nó ví dụ như vậy. Thì nhất thì dùng tinh độ, thì dùng A Di Đà Phật để mà tập trung tinh thần, tập trung tư tưởng. Còn thiền tông thì sử dụng một trong thiên thất bát chuyển ngữ, tức là 1700 công án. Còn mật tông thì đúng thần chú để mà cột cái tâm của mình lại. Tại tông nào mật tông cũng tham thiền, cho nên tông nào cũng tham thiền cả, mình phải hiểu như thế. Thế nhưng mà khi mà quý cụ mà tuổi già sức yếu không thể tham thiền được thì cũng là một phương pháp ngồi tĩnh tọa, ngồi một cách trang nghiêm để niệm Phật, tập cho cái ba nghiệp lục căn của mình nó được thanh tịnh. Cho nên khi mình ngồi tham, mình ngồi tĩnh tọa như vậy, mình ngồi oai nghi trang nghiêm như vậy, đó gọi là thân thanh tịnh, không có chảo hối. Ngồi yên trang nghiêm trước bàn Phật, mặc áo tràng ngồi trang nghiêm như vậy gọi là thân thanh tịnh. Rồi ý mình tưởng đến Phật gọi là ý thanh tịnh. Khẩu mình niệm Phật gọi là thiệt thanh tịnh. Tai mình lắng nghe tiếng niệm Phật đó gọi là nhĩ thanh tịnh. Mắt mình quán cái Phật gọi là nhãn thanh tịnh. Mũi mình ngửi mùi trầm hương như vậy gọi là tỷ thanh tịnh. Như vậy một niệm niệm Phật là một niệm thanh tịnh, một niệm lục căn thanh tịnh. Hai niệm niệm Phật là hai niệm của lục căn thanh tịnh. Nếu vậy mà niệm niệm tương tục mà niệm Phật thì niệm niệm tương tục thanh tịnh. Và nếu niệm niệm tương tục thanh tịnh như vậy mà không để cho vọng nghiệp nó xen tạp thì như vậy nó sẽ trở thành sức định. Tức là mới đầu phải dùng cái niệm, và khi đó mới vào cái định. Đó là ý nghĩa của niệm đứng trước và định đứng sau. Và khi định rồi thì trí tuệ nó phát sinh. Đó là cái màu cờ của chúng ta đấy, tín, tinh, tấn, niệm, định và huệ. Năm cái sức mạnh để mà dùng nó để mà đạt được đạo, gọi là ngũ lực. Thế thì chính vì như thế đó mà mình biết rằng là trong khi mình tu tịnh độ như vậy, mình có thể tụng các kinh, kinh quán vô lượng thọ. Tức là khi mà mình tụng kinh quán vô lượng thọ, hoặc giả là mình ngồi mình thiền quán, mình quán các cảnh như quán hoa sen, như quán tương hảo của chư Phật, như quán các công đức của chư Phật. Khi mình quán như vậy, mình chăm chú, chẳng hạn tôi có thể nêu lên một cái quán của pháp môn tu tịnh độ
hết như thiền không khác gì hết ạ. Chẳng hạn như là quán tướng hảo của Phật, tức là ban đầu mình để một trong 16 phép quán, hay là quán mặt trời lúc mọc hay lúc lặn. Khi mình quán Đức Phật như vậy, mình quán tướng của Đức Phật, quán tướng hảo, quán trầm trầm, quán sát tướng hảo, hảo Đức Phật, mình tập quán, mình tập chăm chú nhìn từng nét, nhìn từng 32 nhân tốt của Đức Phật, thì khi mình nhìn như vậy đó, thì tâm trí của mình nó tập trung lại, khi tập trung vậy thì nó không có tán loạn. Đó là một cái thiện xảo phương tiện để tập cho mình cầu tâm, để tập cho mình tập trung quen từ từ. Và tập trung như vậy quen cho đến độ rằng là đến một ngày nào đó, khi mình quán như vậy mà mình rời Đức Phật, rời ra khỏi nhãn căn của mình vẫn thấy từng nét, từng tướng hào một cách tinh vi trước mắt mình. Thì như thế gọi là bắt đầu thuần thục, bắt đầu huân tập. Vậy thì cũng là tham thiền hệt như vậy đấy. Tham thiền mọi công đức của Đức Phật có được là bởi vì sao Đức Phật có được công đức như vậy. Và quán sát và tư duy là do nơi giới, do nơi định, do nơi huệ mà Đức Phật thành tựu được vô lượng công đức nói trên. Vô lượng công đức đó để cho Ngài có thể giải thoát được và độ tận chúng sinh. Cho nên mình cũng do vì như vậy mà mình khám phá được những cái nhân duyên tạo thành những công đức lành đó để mình tu tập. Còn về vấn đề rằng là mình tụng chú Lăng Nghiêm, Đại Bi và Thập Chú thì có phải là mật tông hay không thì chưa hẳn đâu. Chưa hẳn đâu. Cũng giống như rằng là mình cứ ngộ nhận hay cứ tập chú một cái thì là mật tông, mà mình ngộ nhận cái niệm Phật cái là tịnh độ, mà mình ngộ nhận cái là cứ tham thiền cái là thiền tông. Cho nên người tu thiền thì kiêng niệm Phật, tại vì niệm Phật thành tịnh độ mất rồi. Thật là sai trái. Niệm Phật tu thiền là một cái hình thức gọi rằng là mình có những cái tư tưởng nghĩa là tương đối, là hơi phóng khoáng ấy, thế mà lại kỵ niệm Phật à? Trong khi chư tổ có thể nói nhiều câu, nghe mình có thể tôi chỉ dám nghĩ đến mà chúng dám lặp lại, vì sợ rằng là mọi người nghe lại có một cái sự ngộ nhận nào đó thì lại là oan gia của Phật pháp. Chư tổ của thiền tông, nhất là tổ sư thiền ngày xưa, nói rất là mạnh miệng, tại vì quý ngài chỉ đến một cái sự cứu cánh, cho nên quý ngài mới lại biết rằng là cái người nào mới nói, không phải là ai quý ngài cũng nói như vậy. Gặp chúng căn cơ, gặp chúng thời tiết, quý ngài là mới có thể thể hiện những cái tinh thần cực kỳ cứu cánh. Người tôi có thể nói một câu chuyện trường hợp, chẳng hạn nhất thiết duy tâm tạo, hay là khi mình giác ngộ được pháp thân thì chỗ nào cũng là Phật, bởi vì pháp thân nó không một cái chỗ nào là nằm ngoài nó được. Pháp thân nó phủ trùm hết cả thiên hà, sơn hà đại địa, xung la vạn tượng, tất cả các pháp hữu tình cũng như vô tình đều do nơi pháp thân đó, đều nương nơi pháp thân đó mà vận chuyển, cũng giống như là vô vàn bọt nước nương ở trong biển cả là bản thể của chúng mà sinh tử. Nhưng mà thực sự ra cái hình tướng của mặt nước nó có sinh có tử, nhưng cái bản thể chính của nó là biển cả kia làm gì có tăng có giảm đối với sự sinh tử của bọt nước. Đâu phải bọt nước tăng đầy hết biển đó là biển tăng, mà đâu phải bọt nước kia tan biến giảm, tan biến đi mà biển kia vì vậy mà diệt đâu. Cho nên cái bản thể bất tăng bất giảm, bất tịnh bất động, đó là nó không có tính có động gì, mặc dù trong những cái hình thái kia động nhưng mà cái bản thể nó bất di bất dịch. Cái đó trạng thái giống như khi chứng ngộ được pháp thân, đạt được trạng thái nhất bản là cũng na ná như thế. Nó cũng là mường tượng như vậy. Thế thì nói đến cái pháp thân như vậy, cho nên có một vị thiền sư muốn khai ngộ cho mấy ông bạn tu của mình hay là những vị khác, để cho họ thấy rằng là Phật với mình gần như là một, và Phật không còn có một sự phân biệt nào đó, khác hẳn nào đó đối với lại chúng sinh. Cho nên một ngày chúng ta vào những chứng điểm là khắc nhục chạy ngay chỗ tượng, một hành động mà hết sức là hủy báng, vô lễ và bất kính. Mà bây giờ chư tăng khắc bảo là tại sao ông dám làm hành động hủy báng như vậy. Ông ta bảo tôi làm cái gì mà quý vị bảo tôi hủy báng. Mọi người bảo ông dám nhổ vào tượng Phật. Ông ta bảo vậy hả? Vậy thì quý vị làm ơn chỉ cho tôi chỗ nào có Phật để tôi nhổ. Thế thì đó chỉ là một cái phương pháp để mà ông ta khai ngộ cho mọi người, những người mà xung quanh ta, những người mà tương đối rằng là có một cái trình độ. Cho nên Trà Bù với Huệ Trung Thượng Sĩ khi mà nói pháp cho Ngài Pháp Loa, và phía sau này là nhị tổ của phái Trúc Lâm Yên Tử,
thì vị trung tịnh sĩ đã phải căn dặn là này, những lời mà tôi nói ra cho ông nghe đừng có nói lại cho kẻ không ra gì biết nha. Là tại vì tâm của mọi người người ta dễ ngộ nhận vô cùng, người ta dễ hiểu lầm vô cùng. Thế thì trở lại vấn đề để cho chúng ta thấy rằng là mình hay ngộ nhận như vậy, hễ cứ niệm Phật đấy là tịnh độ, mà hễ cứ tham thiền đó là thiền tông, mà hễ cứ tụng chú một cái lên một cái nó là mật tông, không hẳn như thế, không hẳn như vậy. Thế thì cái lý do mà chúng ta niệm thần chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi gì ở trong các khóa tu không phải là mình tu mật tông đâu, không phải mình tu mật tông. Nó có nhiều cái lý do, trước hết là nói đến cái lý do là tại sao nó có một cái sự pha lẫn như vậy mà sau này chư tổ vẫn để nguyên. Là bởi vì hồi xưa chia ra nhiều tông phái khác biệt rõ ràng, nhưng mà về sau này pha lẫn với nhau. Cho nên thật sự mà nói ra thì đa số Phật giáo Việt Nam mình là thiền tông, là thiền tông. Bản thân của tôi cũng là thiền tông. Tôi cũng nằm ở trong dòng kệ của dòng kệ mà gọi là Lâm Thế Chính Tông, đời thứ 42. Tôi cũng là nằm ở trong như vậy. Và rồi đại đa số cũng đều như thế. Thế nhưng mà về sau thì từ từ chùa chiền Việt Nam mình không còn theo cái nếp của Lâm Tế nữa, mà từ từ chuyển dần thành ra là tu tịnh độ, rồi tụng cá thần chú nữa, mà niệm Phật nữa, nó ví dụ như thế. Thế nhưng ở đây mình có thể nói những vấn đề rằng là do vì nhiều tông phái về sau này hòa hợp với nhau, tại tông nào cũng bớt đi tính chất nguyên thủy của nó, mà pha lẫn pha trộn. Và lẫn và trộn cho nên về sau này trong cái hình thức tụng kinh nó có đủ hết, vừa là ngồi tham thiền niệm Phật, vừa là ngồi tham thiền niệm chú, mà niệm chú có, tham thiền có, niệm Phật có, quán tưởng có, hâm ba lăng, cái gì cũng có ở trong đó hết á. Đó là bởi vì về sau này từ từ pha trộn lẫn nhau, hài hòa lẫn nhau. Đó là một chuyện. Còn cách thứ hai, chư tổ thấy như vậy nhưng mà vẫn để trong những cái thời trì chú hay là này nọ gì ở trong cái pháp môn, dù là tu thiền hay dù là tu tịnh, là bởi vì những thần chú đó không phải là mình chuyên tu như một người tu mật tông. Một người tu mật tông thì phải tu đúng mật tông, tức là phải tu làm thế nào để cho tam nghiệp tương ưng, tức là ý mật mà khẩu mật và thân mật đó. Cái gì cũng là mật hết để mà cảm ứng đó. Cảm ứng với lại vị Phật hoặc là Đại Nhật Như Lai, tức là biên tịnh độ cũng giống như là A Di Đà Phật vậy. Thế thì đại khái là cái người tu mật họ sẽ tu trì khác hẳn. Còn ở đây trì chú Lăng Nghiêm hay là Đại Bi là lý do rằng bởi vì Lăng Nghiêm và Đại Bi những thần chú đó có cái sức hộ trì của chư Phật, của mười phương chư Phật, cộng với lại sức hộ trì của chư quỷ thần để mà giúp đỡ cho mình trong cái khi tu tập, bảo vệ cho mình và giúp đỡ cho mình, che chở cho mình, nó ví dụ như vậy. Mà vì thế mà tụng chẳng hạn như là kinh Lăng Nghiêm có cái công năng rằng là cái thần chú Lăng Nghiêm nó có cái công năng rằng là đuổi được tà ma. Cho nên rằng là khi mà An Nan bị tà thuật của Ma Đăng Già làm cho mê hoặc, thì ngài Văn Thù Sư Lợi đã đọc cái thần chú đó, gọi về sau này gọi là thần chú Lăng Nghiêm, để mà phá tan cái tà thuật của mẹ con Ma Đăng Già mà cứu An Nan. Thế thì cái thần chú Lăng Nghiêm nó có công năng như vậy, có công năng làm cho mình không có bị những cái tà thuật của thế gian mê hoặc, và nó có cái công năng làm cho mình được an lành, nó rất nhiều công năng. Vì vậy mà trong chốn chùa chiền cứ tờ mờ 4 giờ sáng thì phải tụng thần chú đó, và đến 5 giờ sáng là mặt trời hé mọc, là tượng trưng cho rằng là trong cái đêm dài vô minh của mình, nhờ tu tập mà ánh sáng của trí tuệ chiếu soi phá tan cái đầu óc vô minh của mình. Giống như khi mình vừa tụng thần chú Lăng Nghiêm xong thì ở ngoài trời hừng đông nó ló dạng và mặt mọi vật được soi tỏ trước mắt mình. Khi mình bắt đầu vô thời khóa Lăng Nghiêm, trời còn tối om chưa thấy gì cả, nhưng mà vừa tụng xong cái khóa Lăng Nghiêm một cái thì mọi vật được phân biệt trước mắt mình rõ ràng, để tượng trưng cho khi mình tu tập nó, mình sẽ phát sinh cái trí tuệ soi sáng trong tâm trí của mình hết như vậy. Đó là một ý. Hai là tại sao lại tụng ngay vào cái giờ đầu tiên khi mới dậy, là bởi vì nó có công năng là làm cho mình an lành. Cho nên ngay một buổi, ngay vào cái giờ bắt đầu của một ngày, mình tụng thần chú đó để cho cả một ngày mình được an lành và chúng sinh được an lành. Dĩ nhiên trong cái tụng đó là khi nào cũng cầu cho chúng sinh và mình hết. Thế vì ghi như thế, và rồi Đại Bi, đó là Lăng Nghiêm, và rồi Đại Bi là khi mình tụng kinh gì nó thì mình mở đầu cũng bằng thần chú Đại Bi. Tại sao? Không phải mình tu mật tông đâu, mà mình mượn cái lực gia trì của Quan Thế Âm Bồ Tát. Là bởi vì trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn ấy,
Thì Quan Thế Bồ Tát khi tuyên thuyết từng chú đại bi này, Ngài có nói rằng ngày xưa Ngài được Đức Chính Pháp Vinh Như Lai thuyết cái thần chú đại bi cho Ngài nghe. Thì bây giờ Ngài chỉ là Bồ Tát Sơ Phát Tâm, Sơ Địa Bồ Tát. Khi nghe xong thần chú đại bi, Ngài chứng lên Bát Địa Bồ Tát. Và từ đó Ngài hay trì tụng và thọ trì thần chú đại bi này, là bởi lẽ thần chú đại bi này trải qua 20 căn già xa hằng hà xa số chư Phật đã từng có trì tụng và tu trì nó. Cho nên vì như vậy chư Phật khi tụng trì thần chú này thì bây giờ đó chư Phật trong quá khứ mà đã từng trì tụng chú đó, tu trì cái chú đó, đều nghe thấy và chiếu soi và nhìn thấy mình. Và nhờ như vậy mình có một cái sức chứng minh của hằng hà xa 20 căn già xa chư Phật như vậy. Thì cái tội hoặc gì mình cũng có thể trừ tiệt được nó. Cho nên dùng đại bi đó để mà sám hối. Vì vậy mật tổ của Thiên Thai Tông là Ngài Trí Giả Đại Sư đã dùng đại bi sám pháp, đã lập nên cái đại bi sám pháp để mà giúp cho hành giả có thể sám hối dù đó là tội ngũ nghịch. Thế thì mình thấy rằng là thần chú đại bi như vậy sử dụng một công việc để trước khi mình tụng kinh, mình tụng đại bi thần chú xong rồi thì mình nhắc nhở mình là vô thường tầm tâm vi diệu pháp đấy. Cái pháp này là vô thượng, thầm thâm, là sâu rộng vô cùng, trăm ngàn ức kiếp không dễ gì mà gặp nó được đâu. Cho nên hôm nay mà thấy nó và biết được nó rồi á, thì phải nguyện rằng là hiểu đúng chân thiệt nghĩa của nó. Có cái chữ nhấn mạnh là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, tức là nguyện hiểu được cái nghĩa chân thật sâu xa của Như Lai. Tức là nhắc nhở mình khi tụng kinh này, mình phải nên nguyện trúng cái bản hoài của chư Phật, bản ý của chư Phật, nghĩa là phải phát sinh trí tuệ và từ bi đấy. Nên phải chỉ sử dụng kinh và chuyện cầu an xuông cho mình thôi, mà là sử dụng cho cái chuyện muốn an cho mình, thì mình phải có được vô lượng công đức, mình mới có thể an được ở trong cái nhà lửa này, tam giới du nhiên hỏa trạch này. Thì Đức Phật nói ba cõi thiệt như trong nhà lửa, trong kinh Pháp Hoa vậy đó. Thế thì trước tiên hết, tại sao tụng kinh thì phải sám hối trước, tức là tụng chú đại bi. Tụng chú đại bi là sám hối rồi mới tụng kinh. Là bởi sao? Bởi vì chư tổ rất là cẩn thận và từ bi. Chứ tổ sợ mình lạc nẻo, cho nên mới phải cho mình sám hối trước. Cũng giống như một cái bình mà muốn đựng cái thuốc hay ấy, cái bình đó phải xúc cho sạch rồi mới được thuốc vô. Thì nếu bây giờ mình lại ẩu tà, mình lấy một cái bình xì dầu mà hết rồi, rồi mình cái chế sâm nhung của mình vào, thì sâm nhung của mình hư bét hết tại vì cái đựng của bình dơ. Chứ không phải là lỗi sâm nhung đó là dở đâu, mà lỗi đó là tại vì mình lấy sâm nhung đó mình lại đổ vào cái bình dơ. Cho nên có nhiều người tu mà mình bảo là họ tu mà sao họ lại tệ thế, thì không phải là lỗi tại pháp đó tệ, đâu lỗi tại vì tâm của họ chứa đựng cái tâm chứa đựng đó. Phật pháp gieo vào một cái tâm tham sân si thì Phật pháp được chế biến thành tham sân si. Phật pháp mà bị rơi vào một tay của một tà sư thì tà sư nó sẽ sử dụng Phật pháp vào cái công việc mà lợi cho mình mà hại cho người, lừa dối chúng sinh. Cho nên tà sư đâu vẫn có thể nói chuyện Phật pháp như thường. Nhưng mà mình có lạ lùng, Phật tử mình rất là thương ngây, cho nên nghe ai nói một cái pháp gì có dính tới Phật pháp ở trong thì cho là tin, là cho là ơi cũng có nói đến niệm Phật nữa, ơi cũng có nói đến cái gì nữa. Nhưng mà mình phải nhớ là cũng có nói đến, nhưng mà giống như vậy đó, bởi vì tâm của họ tà, cho nên giáo pháp nó rơi vào của họ nó thành tà, và họ cũng có thể sử dụng giáo pháp để làm lợi trí cho họ. Cho nên mình biết rằng ma vương có thể sẵn sàng sử dụng Phật pháp để mà rửa dối chúng sinh. Như là lời của văn hào Shakespeare, người Anh ấy, ông ta nói một câu thực là hay. Ta bảo là Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho hắn, hắn cũng sẵn sàng sử dụng. Vậy mới là ma vương chứ. Cho nên ma vương cũng sẵn sàng sử dụng Phật pháp để mà rối gạt chúng sinh. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy đó mà mình phải hiểu rằng, vì như vậy mà chư tổ mới phải từ bi mà thiết lập cái sám hối ban đầu. Tức là mình phải sám hối ba nghiệp bằng cách trì tụng chú đại bi để cho chư Phật mười phương chứng minh cho mình, để mà làm cho ba nghiệp của mình được thanh tịnh. Và khi ba nghiệp của mình thanh tịnh vậy, rồi mình được nhắc nhở bằng cái bài kệ khai kinh đó, và rồi khi thân tâm của mình thanh tịnh, Phật pháp rơi vào, rót vào trong tâm khảm của mình, rơi vào ba nghiệp của mình, nó sẽ tác dụng ra bằng cái ý nghĩ tốt, tác dụng ra bằng lần những lời nói ái ngữ và lợi người, tác động bằng những việc làm công quả và công đức. Và như thế mình có lợi và mọi người có lợi. Cho nên trước khi lãnh thọ kinh điển cần phải sám hối. Vì vậy trước khi mình lãnh thọ giới pháp của chư Phật, mình cũng phải sám hối trước khi, nếu chúng ta để ý, trước khi quy, trước khi thọ pháp của chay giới, nhất nhất
đều phải có sám hối căn bản. Sám hối để thanh tịnh cái thân này, cái hãng, rồi mới đựng cái giáo pháp đó vô, thì giáo pháp đó nó sẽ thanh tịnh. Tại vì đạo Phật lấy tịnh làm chính, đạo Phật sắc sở ký bất tịnh hoài nổ, cho nên đạo Phật lấy thanh tịnh làm chính, cho nên khi nào cũng cần phải xúc rửa ba nghiệp, xúc rửa thân tâm và ba nghiệp. Thế chính vì vậy mà chúng ta thì trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, chúng ta trì tụng đại bi thần chú hay là thập chú, chứ chưa hẳn là mật tông. Mình chưa được quyền là mật tông đâu, mình phải tu đúng theo cái pháp môn, cũng như mình niệm Phật xuông Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, mình đâu đã thể nào mà tự nhận đó là mình là tịnh độ tông được. Mình là tịnh độ tông, mình cũng phải tu tập tịnh độ, tu tập các môn của tịnh độ như là trong Vạn Sinh Luận dạy mình vậy, chứ đâu phải là mình cứ chỉ niệm khơi khơi thôi. Niệm khơi khơi thôi chỉ là một phần của pháp môn đó thôi. Còn pháp môn nó nếu muốn cho nó viên mãn đầy đủ hơn nữa, mình cũng cần phải có cái sự vận dụng tâm ý của mình vô cùng trong cái chuyện tu. Thế thì khi mà mình đào sâu vào trong tịnh độ, mình sẽ thấy khác hẳn với những cái thiên kiến ban đầu mình biết. Thì người ta hay ngộ nhận dễ dàng như vậy lắm. Cho nên trong chính con thời gian khi tôi còn làm việc Phật sự Hòa Lan được tổ chức giữa hai bên, một bên là tín hữu Thiên Chúa Giáo người Hòa Lan chứ không phải người Việt Nam, người Hòa Lan hoàn toàn, và một bên là Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan, một bên đứng đầu là một ông cha người Hòa Lan, một bên này là tôi. Thì hai bên ấy chủ trương nhau là một bên nói Phật giáo hôm đầu, rồi một bên nói Thiên Chúa Giáo hôm thứ nhì, và hôm thứ ba thảo luận trước những điểm dị đồng của hai bên. Nhưng mà tôi nói buổi đầu, những người tín hữu Hòa Lan họ nghe xong, họ muốn nghe tiếp và họ yêu cầu ông cha là thứ gì, đêm thứ gì nói tiếp chuyện Phật giáo. Và đêm thứ gì nói tiếp chuyện Phật giáo rồi thì đêm thứ ba cũng làm luôn như vậy, là tại vì đến khi họ thắc mắc và họ hỏi. Và như vậy rốt cuộc thì ông cha người Hòa Lan đã chẳng có một cái cơ hội nào để nói chuyện về đêm Thiên Chúa nữa, mà tôi nói hết ba buổi đó rồi. Nhưng ông cha này Hòa Lan ông cũng hài lòng vô cùng, là khi đứng dậy bắt tay tôi và ông nói rằng là sau mấy buổi mà nghe thầy giải thích cặn kẽ về Phật giáo đó, thì bây giờ tôi mới biết rằng